Rồi, lạnh này chịu không nổi thì đi về nha. Nói đây mình hồ ngoài nấy dữ. Này bốn chiếc xe này mà dẹp á, để chút đèn lên á, cái mình quay vòng có cái dàn đèn đó tối tối. Bốn chiếc này à, cứ đậu vô cũng chóng. Tại mình chút mình quên vòng này cho nó. Khi mà mình biết tu đó là mình làm những cái siêu nhiên phải không? Tức là mình con người của mình á, nếu mà mình không có tu, không đọc kinh, không ngồi thiền á, thì người mình chỉ sống đi làm việc rồi đi ăn thôi, rồi cái xác phàm á nó cũng sẽ về với cát bụi. Mà khi mà mình biết tu á là mình lo cho xuất thế gian, là mình đang là người bình thường, nhưng mà con thành cực thiện, tức là thay đổi một cách gọi là cực lẽ đó, cực thiện. Thì giống như kiểu Edwin, kiểu một số người mình sẽ có, nếu mà ngồi thiền nhiều lâu á, sẽ có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông á, những người chứng được thiên nhãn thông á, có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới rõ ràng như nhìn quả A mà là trong lòng bàn tay. Tức là khi mà có thiên nhãn thông á, là nhìn ở ngoài không gian, nhìn những cái sự sống, những cái người thành tinh kia rất là rõ ràng. Thì cái đó mới còn cũng đa biết à. Trên núi mình có nhiều người chứng nghiệm cái đó đúng không? Thiên nhĩ thông, nhãn với nhĩ là đi chung nhau. Khi mình đạt cái đó được thì giống như bữa ông Edwin ông kể đó, lúc bình thường thì hụ nói tiếng Việt ổng có hiểu, mà khi ông ngồi thiền á mà ổng lên tới cái độ mà cái lai của ổng rồi đó, tự nhiên hụ nói tiếng Việt ổng cũng hiểu luôn. Đây khi mà nhĩ thông với nhãn thông á, mà nó thông với nhau á là có một thứ tiếng. Cho nên bữa ông nói á, ổng ngồi đây mà hụ đằng kia nói chuyện bằng tiếng Việt vậy mà ổng người Mỹ ổng hiểu. Đó là nhĩ thông. Cái kế tiếp là tha tâm thông. Tha tâm thông tức là nó như cảm ứng thông vậy, nghĩa là mình có thể cảm nhận được một cái sự việc. Tha tâm thông, một người nào đang suy nghĩ cái gì mình có thể đoán được chính xác luôn. Tha tâm thông. Rồi lậu tận thông thì chỉ có Phật có lậu tận thông. Ma quỷ nó tới tha tâm thông là hết, không có lậu tận thông, thua Phật. Nên sáu cái lục thông trong người á, là người tu chánh đạo á, là có lậu tận thông. Cho nên khi mà mình bình thường, những người á mình bỏ cái xác phàm, cái hồn của mình á tự động có năm cái thần thông đó tới tha tâm thông. Nghĩa là ma quỷ nó cũng có thần thông. Khi mình vô cái thân người này thì tự nhiên mình không có thần thông. Ai lấy xe bắt nhỉ? Giờ vô hả?
đang chỉ bệnh cho ông kia mà. Thấy giàu có vợ mới ẹt bị ma theo rồi nữa, thấy cũng tội nghiệp. Ông không có duyên đó. Ông lên đây ông 10 ngày lì. Người nào mà lì lì tự nhiên có ít lợi, còn người nào mà dễ giận dễ tự ái là mất quyền lợi gắn chịu. À. Nhiều người lên đây một lần sư phụ không tiếp, bắt đầu giận cái là không bao giờ tới luôn nữa. Thiếu gì thì là không đủ duyên á, sư phụ cũng phải thử thách chứ, đâu phải là ai cũng ngồi nói chuyện đâu. Cứ nghĩ là mình ở xa tới là sư phụ phải tiếp, chuyện đó không có. Sư phụ mỗi ngày có biết bao nhiêu người ở xa tới, nhưng mà mình cứ nghĩ cái chuyến đường mình đi, mình nghĩ cái công cực khổ của mình, rồi lên đây cái ổng lơ mình, ông này ổng lói quá, ổng cà chớn quá, tụi ổng chơi với ổng, đó là lỗ gắn chịu. Người làm gì cũng có lý do của nó. Ồ, sáng hả? Đúng rồi đó. Cái đèn này thấy lạ không? Thằng kia nó kìa, rồi tới chỗ hồi nãy mình ngồi mình ăn nữa, thằng góc nặng nữa. Đó, tối cái cây này nó là người cái khu mà mình tụ tập ở đây được rồi. Ôi trời, nó sáng quá vậy, cái mấy cái đèn kia nó màu lại hả? Ủa có con remote control nữa hả? Con vậy con chỉnh loại vừa thôi, nãy sáng quá làm hư mấy cái đèn này của sư phụ đẹp hơn, cho nó màu lại chút. Vậy được rồi, mời xuống chút nữa đi. Rồi đó, vậy được, ngon rồi đó. Ờ, good, ok, đây. Ờ, nó hồi nãy là quá đáng. Ờ, hay ta, thằng này công nhận. Hiểu ý mình nha. Tự nhiên cảm remote control sẵn. Xưa giờ mua nhiều lắm, 300-400 cây. Chùa gắn hết cái núi này, trên điện cha đang còn cháy rồi, thấy không? Mà bây giờ mua không còn nghe con. Thưa trung cộng cái này Make in China nó bán rẻ như 300 đồng cây mà giờ mua không có được vì cấm vận, ở đâu làm nữa. Thì năm loại thần thông khi mình tu học á là trong đời của mình có được, nhưng mà mình phải bỏ hết rồi. Mình đừng có suy nghĩ gì hết nhiều á, mình tự nhiên mình sẽ có được. Nhưng mà khi có đó mà giữ được hay không là chuyện khác nữa. Nó on nó off á. Khi mà tâm động hay là nữ sắc hay là gì đó, tự nhiên á là suy nghĩ vẫn vơ vu vơ này nọ là phạm giới là xong, mất, dễ bị mất lắm. Thời nay á, mà làm lãnh đạo một quốc gia đó không có thần thông thế nào cũng bị tụi nó ăn hối lộ. Nó ngày nó đưa gái tới, nó đút tiền đưa bao thơ. Mà gặp những người lãnh đạo mà có thần thông sức mấy à, ai mà gạt được. Không có chuyện như Việt Nam bây giờ là cứ nghĩ là che cái cửa là không thấy, là muốn làm gì làm. Sau này những người Phật Thánh Tiên á, mà điều hành nước Việt á, họ đều đa số có thần thông. Thì mới biết đúng sai, mới biết những cái sự việc giống như lúc trước có thằng gì nó bị quan đó, thằng gì bị bắt quan rồi cái tòa án kêu quan á, hồ hải vậy đó, đó thằng này giống tên con còn nhớ thằng đó nó bị quan á, tại có một lần mà thấy náo động quá đó, sư phụ hỏi mấy vị nó bị quan
Từ cái xã hội vậy đó, phải có mấy mấy cái thằng vậy á, thì cái lòng người á, từ từ người ta mới chán rồi, hiểu không? Mà ở thời nay núi mình cái gì con thấy cũng đầy đủ, thần thông cũng có nè, rồng cũng có nè, chư thiên cũng có nè, ai bệnh tà bệnh gì gì cứ đổ rác về đây là thành một người mới, đúng không? Bởi vậy mới gọi là thiên đường thiên long sơn hạ giới, vừa cảnh đẹp nữa, những nơi khác đâu có được. Không biết những người đó mà mấy cái chứng bệnh đó chạy khắp luôn, tốt nhiều khi cả mấy trăm nghìn đô cũng không hết, uổng đi tới lôi giết thành khùng luôn. Đây cha mẹ cho hai chạy nước lên lại danh điện mẫu, thấy uống cái gãi lên mặt cái là hết. Sau này mấy người bên họ quen mấy người đạo ông giáo, họ không có tin, họ không tin núi Thiên Long Sơn linh thiêng, họ cũng không có tin sư phụ là người đặc biệt, họ ngã cao lắm. Rồi cái nhìn lại xung quanh đó, toàn là mấy bà con anh em bị ma nhập nhiều lắm, bị bệnh ma nó án, gọi là nó trượt theo á, làm cho depression rồi bỏ học, mấy đứa nít đó. Rồi thiếu ngủ, nhiều người bị mất ngủ cả mấy năm cũng không biết lý do làm sao mà bị mất ngủ, tại vì họ không bao giờ họ tin có cái chuyện mà con ma tối ngày á, ban đêm á, nó chơi với họ thì sao họ ngủ được. Ma nó đâu có cần biết con là đạo công giáo hay đạo Phật, còn mình biết thêm tâm linh thì mình có lợi cho mình là quá sướng. Vậy mà không, họ không tin, tức là không tin nghĩa là chấp á, từ đó bị chết sớm hoài. Rồi có những lúc con ma cái nó vô chồng quậy quậy cho hai chồng có lục đục hoài rồi ly dị, cho nên con tính lại đi, ở bên công giáo họ ly dị nhiều lắm, là vì bị vong linh phá. Mà họ nhất định họ không có tin mấy cái vụ này, họ không có đi trị. Ở những lúc mấy đứa con đang học giỏi thì cái đột xuất cái nó thành cà tửng thức cả đêm không ngủ, thì cứ nghĩ con mình uống thuốc lắc hay là cái này nọ, không phải, nó bị vong. Rồi cái đưa đi bác sĩ cứ thảy thuốc ngủ cho uống, không uống giết bị khùng luôn. Tin nó hết, nhưng mà về ba mẹ nó quýnh á, rồi nói mình dụ nó làm sao khi mà ăn thua. Bởi vì cái nền giáo dục hay không á, là ở trên nói cho phụ á, thôi con đừng có buồn, bỏ qua một cái thời đại này đi, cái lớp sau á, họ mới tin sư phụ. Còn bây giờ á, là cha mẹ không tin Thiên Long Sơn, không tin tâm linh, không tin có Phật Thánh Tiên, và không tin có những cái gọi là ma dựa hay là ma theo con mình, họ không có tin. Họ cứ nghĩ con họ chơi thuốc lắc, hay là họ nghĩ con họ khó ngủ hay này nọ không à. Tại mấy người gọi là kiến cận học giỏi á, con chiên rồi đó. Rồi họ tin là họ hà họ ly dị, chứ không không vì họ tin là con ma đực thì nó vô nó phá nhà mình, nó làm cho vợ mình ly dị mình, còn ma cái nó làm cho chồng ly dị vợ.
họ không tin mấy cái đó. Còn chúng ta đạo Phật, chúng ta hiểu là đó là thiệt, biết bao nhiêu luôn, chứ phụ gặp quá trời luôn á, thì họ cũng sẽ gặp quá trời. Mà họ không có đi đúng nơi trị. Ý sư phụ nói cái núi Thiên Long Sơn của mình là một cái bệnh viện, cái bệnh viện cực kỳ quan trọng. Mắc về hả? Cái bệnh viện bác y dương trị ba bệnh hết, bệnh giống, bệnh buồn, bệnh trầm cảm, bệnh mất lối về, mất phương hướng. Lên đây á, chỉ có vui với an bình, hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe. Những gì thu làm được trong đời này thu làm, thì sau này những cái thế hệ sau kế tiếp, họ thiên tiếp quản cái dãy núi này, thì họ có những cái hình ảnh, những cái buổi mình nói chuyện buổi tối ăn bắp rồi vậy vậy đó, thì nó cũng là một cái truyền thống. Rồi đi hai kinh cũng thành một cái truyền thống. Tại vì mình đọc kinh mình cũng phải cần cái sức khỏe đọc. Mấy đứa con không có hơi sao đọc hết nổi cuốn kinh của Thiên Tâm. Tiếng đồng hồ đang cần có hơi nha con. Thiếu hơi đọc không nổi. Ho đọc cũng không được nữa. Nên là vừa có thể lực vừa đọc kinh. Tức là nó trong cái tiềm thức nào cũng có duyên, nhưng mà con đừng có đưa cái mặt sư phụ ra. Dạ không. Tại khi đưa mặt sư phụ ra nó bị chấp tướng nên nó không tin. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Ừ. Dạ. Khổ lắm, chúng sanh thời nay khó lắm. Tại vì con chỉ giải thích là dấu ngang là gì, dấu xuống là gì, trái tim là gì, con chỉ giải thích như vậy thôi. Chứ con không đi xa hơn, tại em nó cũng là đạo Thiên Chúa giáo cho nên con không có muốn nói nhiều quá rồi mất công. Người ta sẽ bác bỏ ngay từ đầu. Cho nên con chỉ nói sơ sơ vậy thôi, xong mà em nó nghe xong em nó thích nó thôi, chị tặng em một cái nó biết. Hồi xưa Phật Thích Ca mình đó, lúc mà làm thái tử đã bỏ ngai vua, giàu có bỏ ngai vua, cái áo của Phật đó là vàng với ngọc kim cương đâu không á, đi đổi với cái ông thợ săn cái áo da bò. Tại lúc đi vô rừng người đâu có mặc cái đó ngồi thiền làm gì. Ông thợ săn ổng có cái ổng có áo ổng bằng da bò đó, thì Phật đổi thì thành ra nó màu vàng là vậy đó. Rồi vô ngồi, tức là không có ham gì hết mà đi như vậy, là mình đã thấy là mọi người Ấn Độ thời xưa là phải thương Phật đúng không? Vậy mà không thương. Rồi đến khi mà Phật tu đạt được tới lậu tận thông luôn, có lục thông rồi đó, đi trên mặt đất rồi biết chuyện thiên chuyện địa, biết hết luôn. Vậy mà họ cũng vẫn chống đối với Phật, họ đâu có sợ. Thì mỗi lần mà thụ nghĩ hồi xưa Phật có thần thông vậy mà người Ấn Độ họ cũng vẫn ghét. Đúng hồi chi sư phụ bây giờ là người bình thường còn mang dép này, mặc quần jean nữa, làm gì mà nó không ghét, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề nó không phải là cái là mình cần người ta phục. Cái vấn đề á là sư phụ là người truyền tin cho cha là thiệt, và đồng thời cái đạo là của cha. Sư phụ cũng như mấy đứa con thôi, là anh cả thôi, rồi thông thiên, biết chuyện trên trời, biết chuyện dưới, rồi nói những cái lời sự thật mà những người thường không có biết, không có nghe được mấy chi gì nói, và cũng không có tiếp xúc được mấy chi gì. Sư phụ tiếp xúc được, sư phụ nghe được, sư phụ nói lên mạng. Miễn sao sư phụ nói thiệt, sư phụ không có cái gì tự ngụy tạo là được rồi. Thì cứ chẳng lẽ bây giờ cha phải cho biết bao nhiêu, chẳng lẽ cha phải hiện nguyên hình rồi nói chuyện họ nghe à? Chưa chắc. Nếu bây giờ cha mà hiện nguyên hình mà cha mà xuống mà nói chuyện, chưa chắc người ta cũng nghe nữa. Cái quan trọng á
là cuốn kinh Thiền Tâm, cái triết lý 12 giới luật, nó có lợi ích gì cho bản thân mình hay không. Nó cũng giống như giờ con có quyền đi vô Costco mua thuốc uống nhức đầu. 12 giới luật của Thiền Tâm là cũng giống như một loại thuốc vậy đó, nó có ích lợi hay cho mình á, thì mình phải làm theo thôi à. Vì nếu mà những người lỗi lạc khác thì họ nghĩ 12 cái của họ đi, cái này ở trên cho xuống 12 cái thì thụ nói 12 cái, và giới số 1 về tới giới số 12 thì sẽ thành Phật. Còn bên mà mấy thầy á tới 350 giới, con nghe tới số 350 là con quảng hồn, làm sao con học nổi mà thành Phật. Con này 12 giới thôi mà mình học muốn ứ rồi đúng không, mà bảo đảm sư phụ nó 12 giới thành Phật. Còn cái giới lãnh đạo mà làm tổng thống của một quốc gia chỉ cần giới số 1 thôi là sẽ đưa một quốc gia lên cường thịnh. Khổ con cái chúng sanh thời nay không có giữ được giới nào hết trơn, trời giới nào cũng phạm khủng khiếp. Trong đó hiện trong đó mình có cái giới là cho dây ăn lời á, nhưng bây giờ là nó cho dây quá trời ăn lời luôn, tức là 12 giới Việt Nam không có giữ được giới gì luôn á. Quan trọng á là những cái công thức. Bởi vì cái ngày mà khi mà thù làm ba cột cờ xong, cái thù làm ra được cái cờ Thiên Tâm màu vàng, ở dưới có ba cái sọc đỏ đỏ nhỏ nhỏ và cái viền á. Cái lúc đó mấy vị Hùng Thiên Sông nói với mấy vị về khen đạo Thiên Tâm bây giờ đã đầy đủ rồi, là chánh thức rồi. Trong officially ở bên cõi vui mấy vị đã nói, thì lúc đó mình có cuốn kinh, có cờ, có giới luật. Rồi sau đó đó thì sư phụ mới làm một cái lễ rất là lớn, cái lễ gọi là lễ quán đảnh. Thì lúc đó có rất là đông hòa thượng mà nổi tiếng của Việt Nam mình, trong đó có những vị rất là coi như là top ở đây á, sư phụ không có nói tên này được, sư phụ có video nữa. Thì cái lễ quán đảnh đó chỉ có những người đặc biệt gọi là thiên tử mới làm lễ quán đảnh. Một buổi sáng nọ có một ông thầy, ông coi hết tăng ni của ở Mỹ luôn á, ông có thần thông ở trên nói gì ông không biết, ông gọi sư phụ, ông kêu, ông thấy sư phụ có cái vàng mà cái kim bài á, thì lúc đó thưa đâu có cái đó, nhưng mà ông kêu á con phải làm vậy bằng cây. Thì trong mấy ngày thôi thì thưa làm mới bằng cây ở giữ với hãng, sau này thưa mới làm lại bằng cái miếng vàng. Thì cái ngày mà làm lễ là cái miếng gỗ, miếng gỗ còn nằm trong hội trường á hiện giờ á, thì cái miếng gỗ là lẻ nhất. Thì lúc đó ông kêu làm vậy, rồi những cái buổi lễ từ step số 1 cho tới khúc cuối làm gì nguyên ngày đó thì theo ý ổng hết, tức là trên chỉ ổng mình phải qua cái buổi lễ đó. Thì từ đó đó sư phụ mới là chánh thức và officially, rồi mới có Thiên Long Bát Bộ theo hộ cái Thiên Tâm. Sư phụ chỉ là người truyền tin, nhưng mà ai đeo dấu Thiên Tâm thì có những vị A-la-hán, những vị Phật, có Thiên Long Bát Bộ, có chư thiên, chư Bồ Tát, mấy vị thần đi theo hộ. Mỗi lần ai mà khấn, ai mà đeo dấu đó mà khấn thì được mấy vị đó hộ. Chứ còn mà nếu mà không có những vị đó hộ thì cái dấu Thiên Tâm đâu có linh thiêng được. Cho nên nhớ dấu Thiên Tâm linh thiêng khủng khiếp, cứu biết bao nhiêu người ở nước Việt. Nếu không dấu Thiên Tâm sao hiện lên trên Sài Gòn hồi bữa, thì là phải có cái buổi lễ đó, gọi là lễ quán đảnh. Mà lễ quán đảnh đâu có ai được làm lễ quán đảnh, chỉ có con trời mới làm được lễ quán đảnh. Ý mình nói chỗ này á là cái đó năm nào ta, 2017 rồi, cũng 2017. Thì trên buổi lễ đó có anh bác nè, có ông bố nè, nó đông lắm, nhưng mà mấy con mới thì chưa có. Trên núi thì cũng cỡ như ta 40-50 người lúc đó lễ quán đảnh. Thì về mặt vô vi á, nó có một cái hiệu lực rất là lớn, là vì khi mà làm cái đó thì những vị hòa thượng lớn đó chỉ là đại diện thôi, chứ còn cha mẹ đứng đó
mấy ông chỉ là đại diện. Rồi lúc đó đó cha với mẹ mới giống như gỡ ra cái wifi vậy đó, thì lúc đó mình phụ mới làm việc được. Thì từ đó đó tới ngày hôm nay cái đạo Thiên Tâm mình ra đời. Chứ nếu không á, nó không phải dễ mà có sự màu nhiệm đâu. Ở mặt vô vi là một chuyện, về mặt đời của mình á, mình cũng phải làm một cái gì đó để nó có cái hình thức. Cũng giống như cái điện thoại, nó có cái app, cái software. Cái điện thoại cũng phải có một chip, cũng có phải mối hàng ở trong này, đúng không? Thì nó có hai, nó phải cộng tác lại thì nó mới work. Thì kiểu của mình là cũng là dạng vậy. Cũng giống như năm 2007-2008 Thu lên Vạn Phật Thành. Mà lên đó Thu đâu có biết gì đâu. Bữa đó lên giống như là đi chơi vậy thôi à. Xong cái ông thầy, thầy hàng thật đó, là ông thầy Mỹ thì kêu ông là hàng xua phải không, ổng người Mỹ. Cái để cái hình Hòa Thượng Tiên Hóa khổng lồ ngay chỗ đó, ông kêu quỳ xuống, mày đại tử ổng á. Mà ổng Hòa Thượng Tiên Hóa chết năm 1997-95 vậy nha à. Nhưng mà đâu có phải chết đâu. Tức là ông này ổng có thần thông mà ổng là tam bộ nhất bái, mà ổng lại từ Long Beach mà ổng lại dài lên tới San Francisco, đâu phải vừa con là nguyên tiểu bang Cali, mà ổng cứ đi ba bước ổng lại á, mà ngủ ở ngoài đó luôn. Cứ là cái luật con đi ba bước con lại cái tới đâu ở đó, rồi sáng đi tiếp, mà như ổng lại mấy năm á, mà từ Long Beach lên tới Vạn Phật Thành á, không phải là chuyện bình thường, chỉ có Bồ Tát mới làm được, đúng không? Thì từ đó mấy ông thầy Việt Nam mới bắt chước mấy vụ mà lại ngoài đường á, là đệ tử của Thượng Tân Quá là tam bộ nhất bái. Thì ông này nè, thì mình mới biết á, là à, những cái gì mà những vị Bồ Tát chết họ không có chết. Cho nên là lúc đó mấy ngài mới nói, ồ các bạn Phật Thành á, tuy là thượng mất nhưng mà ngài vẫn hiện hữu, vẫn điều hành cái chùa. Từ đó Thụ mới có cái tên là Chuân Di, có cái bằng luôn nữa. Thụ treo ngay sân chỗ trong văn phòng cho Thụ ngồi làm việc. Thì thế gian này nói về sư phụ mà của sắc phàm đó, chỉ có cái hình trong vô vi. Tại vì lúc mở chùa Phi Manh á, là lúc đó Thụ ngủ ở trên chiếc OV, ngủ phía sau. Bây giờ mình nói nó đòi lý do sao mở cái chùa nghe. Thì Phụ nhớ lúc đó nó mưa khủng khiếp, mà chủ nhật thứ bảy đóng hàng rào lại, đâu có nhân viên làm, mà nguyên cái building bự như vậy á, có mình sư phụ chơi dời à, không có ai hết. Cái ngủ mà mưa âm, cái nghe cái tiếng đi rum cầm cầm đi vòng với OV mình vậy, mà trời đang mưa mà lại có cái tiếng đi, mà đi tiếng ngộ lắm. Thí dụ cái tiếng chân đi hai ba cái thì mình nghe tiếng chân người, không nghe cái tiếng giống như cái cây vọng xuống dưới sàn xi măng vậy đó, mà cứ thế mà nghe, mà chạy ra sợ ướt, tôi đâu có sợ. Cái một đêm nó cũng vậy, cái hội cũng hết, cái hai đêm thứ hai cũng bị, thứ ba cũng bị, đi gầm gầm sau lưng hụ sùng máu lên. Thù đứng thù la, mày có ngon mà lại đây. Thù mở cửa OV ra, cái không thấy ai hết. Sau đó đó, rồi cái đó không bao lâu, tới chừng tự nhiên vài ba tuần sau á, có một đống mấy thằng FBI tới cái building đó, nó kiếm chủ, sư phụ là chủ. Cái nó điều tra, nó hỏi mày mua cái này hồi năm nào, rồi mày có coi thay đồ không, rồi mày có coi cái history của cái property này không, cái business này không. Nó không, tao đâu thấy gì đâu, tao go to my agent, mấy thằng sale agent á, mấy thằng Mỹ mà, thì nó bán rồi mình mua thôi. Thì đó hình như sư phụ mua 7 triệu mấy á, building đó.
Hồi xưa nó là hãng WinTech, nó làm con chip. Cái mày nghe mày biết gì không? Tao kể mày nghe. À, mày kể tao nghe. Hồi xưa cái hãng này là WinTech. À, lúc mình mua mình không biết gì luôn, tự nó clean up hết. À, có một cái vụ cướp mấy thằng Vietnamese nó vô đó, mấy thằng Việt Nam nó cướp, nó giết nhiều người trong này, trong đó nó có giết một thằng, nó bắn chết một thằng, thằng đó đang bị tật, thằng đó tên Choi gì đó, người Tàu, mà nó bị tật, mà nó chạy từ chỗ cái cửa Rwanda mà chỗ cái nhà bếp mà hiện giờ mình đang nấu ăn á, mà nó chạy chậm quá, nó chống gậy nó chạy nè, à không, nó chạy chậm quá, nó bị mấy anh Việt Nam bắn nó chết, bắn sau lưng nó chết, chết tại chỗ đó. Thì ngay chỗ đó có cái cây bây giờ, hiện giờ chùa có cây đó, là chết ngay đó. Thì cái thằng mà nó sống nó bị tật thì chết nó cũng sẽ bị tật, đúng không? Mày sống thì mày chống cái nạn, mà chết mày cũng vẫn là chống cái nạn thôi. Cho nên đó tại sao sư phụ nói mấy con là vậy đó. Mình phải làm người vui vẻ thì mình chết mình làm con ma vui vẻ. Chứ còn bao nhiêu con ma mà gọi là cô hồn các đảng rồi lạnh rồi đói á, là vì nó buồn nó chết rồi không ai ngó tới nó. Cho nên con gặp 10 con ma là con nào nấy cái mặt xúi xị, đúng không? Giống như ông đang trị bệnh, mắt đang trị á, ông ngồi thiền đây nè, ông ngồi ám cái, ông nói có con nhỏ kia nó nhìn tôi, cái mỏ nó dài thụng vô. Thì sư phụ mới đọc cái đó cho mà gai ông nổi lên á. Sư phụ biết là ông này rồi xong. Đó là lý do tại sao thiên tâm của mình á, mỗi ngày phải mạnh khỏe, phải cười là vậy. Trong đó sư phụ nó có ý nghĩa đó. Là sư phụ không có muốn giàu cho đứa nào mà tôi dở ẹt cũng thành con ma vui nữa. Chứ mình phải làm con ma vui thì mình có. Tại con ma nó thích người ta nhận diện nó lắm. Chứ còn ở bển cô đơn nó đâu có ai ngó ngàng, đâu ai nói chuyện nó buồn phải không? Thì nhận diện nó thì làm con ma vui làm cho người ta cũng bớt sợ. Ừ, cho nên chết cũng gán làm ma vui nha con. Nhưng mà mấy con không làm ma đâu, mấy con làm tiên hết rồi. Đó, rồi cái tiếp tục. Tại sao rã chùa? Thì mình biết con thằng đó muốn làm bạn với sư phụ, để thấy sư phụ cũng cô đơn. Đây xưa cái bà sư mẫu cũ có ngày bảo cứ đi chơi với bồ hoài bỏ sư phụ cô đơn. Bà gửi con cho mấy bà chị bà nuôi giữ, bà cứ đi chơi à, cái sư phụ buồn cứ ở mình vậy đó. Từ đó sư phụ mới chơi tàu chơi viên mình lon lì lắm thời đó. Rồi cái kế tiếp, cái ngủ tiếp em mấy cái có một lần thấy hòa thượng Tương Hóa. Lúc đó mình chưa bao giờ mình biết ổng là ai nha, mình chỉ biết có một cái ông mặc khoác áo đỏ vậy đó, hòa thượng, cái dẫn với hụ bài đã lắm nha, giống như trong cái mơ mà mình vui phất phế gì đó mà chưa từng đi những cái cảnh đẹp. Cái ông dẫn đi hết suối rồi tới nhà lầu rồi tới núi, cứ đi vòng vòng khắp, giống như đi du lịch khắp thế gian vậy đó. Một lần mình cũng nghĩ là mơ thôi, lần thứ hai cũng gần giống như vậy, lần thứ hai nó còn lạ nữa, thấy toàn là tăng ni mặc áo vàng không mà đi trên mây, đi cỡ chừng cả ngàn tăng ni vậy đó. Mà rồi cái sư phụ cũng là người đi chung trong đó, mà đi khúc giữa, tăng ni đi khúc đầu, mình thì mặc áo bình thường đi khúc giữa mà không có bị té. Đi trên một cái sườn núi, thấy toàn là núi không à, tăng với thầy không. Rồi cái sau đó quen với một người Phật tử, cái mới rủ lên bên Vạn Phật Thành đó, thấy hình hòa thượng quá trời ông. Lần đầu tiên lên đó thấy cái hình, mình nằm mơ mình thấy trước, chứ lúc trước không có biết, tính là đi chơi thôi. Rồi từ đó đó, sau đó đó, bắt đầu cái bắt mình ổng xuất hiện, ổng mới nói. Rồi từ đó thì hụ mới cắt phân nửa cái building, dồn máy lại. Hồi xưa máy nó nằm ở trong phòng của ông
ông thầy Tây Tạng luôn nha. Rồi cái dồn máy ra ngoài hết, bỏ bức tường đó lên. Thì ban ngày thì ở làm sao mấy thằng lính nó vẫn làm. Với cái building mình ngồi trước á, là mình hoạt động hai building, thì dùng cái khúc trước. Khúc trước là cái khúc từ chỗ phòng của thầy Tây Tạng vậy, như hiện giờ vậy đó. Nhưng mà xưa nó không phải gạch, mà muốn làm chùa á, mình nghĩ là cả biết bao đông người vô á, là mình phải lót gạch. Là sư phụ bắt đầu mới đi lót gạch. Trời ơi, lót cầu mấy tháng luôn á, bụi quá trời bụi, hết bụi vô khủng khiếp luôn. Cành trót xanh ngày ban đêm mình cũng phải làm như nó. Rồi từ đó mới ra cái chùa. Đây là nhờ Hòa Thượng Tuyên Hóa, chung là như vậy. Rồi sau này mới có cái vụ mà nãy thầy kể, hàng xua mà tam bộ nhất bái đó, mày quỳ xuống cái hình Hòa Thượng nhận mày làm đệ tử, mày có cái tên. Từ đó bây giờ điện Phật mình có thờ, với chùa không có thờ, trên này không có thờ. Nhưng mà mình không có nói cái này nhiều, tự vì những cái người mà vô minh á, xưa giờ phụ không có nói nhiều cái vụ này trên mạng, bây giờ phụ nổi tiếng rồi, bây giờ có nói để cho họ hiểu. Mình mà nói phụ mà nói chuyện này á, mà cách đây 4-5 năm á, họ sẽ nói mình mượn danh đó con, à, rất là khó. Trong đạo không phải dễ đâu, mà nói là thiệt vậy đó. Ngài không có mất, rất là hiện hữu với mình luôn á. Nên những cái gì mà cho hiểu về Phật á, là học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi. Mẹ chỉ cho học vậy. Còn những vị thầy khác, sư cô Vô Thượng Sư, hồi xưa tùm lum vậy đó không? Mà mấy cái video, mấy cái xưa đĩa, mấy gì không cho nghe mấy người khác, chỉ có Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi. Cho nên cho phụ học kinh, học cái gì á, là ở trên cho học ai là học người đó. Hôm nay cũng vậy, hội thiên chúng ta mấy con có quyền học và thượng tiên quá.